Nay thưa quý Phật tử, hôm nay chúng tôi có ở đây và được nói chuyện với tất cả quý vị là do được sự chỉ bảo của giáo hội yêu cầu chúng tôi nói chuyện với quý vị. Vậy thì phần nói chuyện này chúng tôi thưa trước, chúng tôi không có một thời thuyết pháp như những buổi thuyết pháp thường, mà chúng tôi chỉ là một buổi nói chuyện với quý Phật tử. Bởi vì nói chuyện nó có thể rộng thì giờ hơn, nhiều vấn đề cần bàn mình bàn hết được. Còn nếu thuyết pháp thì nó hạn chế trong một cái bài, một đề tài. Chúng tôi thì chỉ muốn nói chuyện đạo với những người Phật tử cần muốn nghe đạo và muốn ham tu. Vì sự tu mà quý Phật tử có thể hỏi chúng tôi và chúng tôi hỏi lại quý Phật tử, để chúng ta thông cảm nhau, nhắc nhở nhau trên con đường tu hành có lợi ích nhiều hơn. Bởi vậy cho nên chúng tôi không đặt thành cái đề tài để thuyết pháp. Thì trước hết là chúng tôi đã vâng theo lời yêu cầu của giáo hội thì chúng tôi nói chuyện. Nhưng bây giờ đây đến phần nói chuyện, chúng tôi cũng tùy thuận theo quý Phật tử. Quý vị muốn chúng tôi nói những đề tài hay là muốn câu chuyện gì thì chúng tôi sẽ tùy thuận mà nói chuyện đó. Thì hiện giờ chúng tôi nêu ra hai phần. Một là chúng tôi sẽ nói về giáo lý cho quý vị nghe để hiểu tu. Hai là chúng tôi sẽ nói chuyện thiền, vì chúng tôi đang tu thiền, nói chuyện thiền cho quý vị hiểu để biết con đường tu hành về thiền. Nhưng mà hai cái đó thì tôi không quyết định, mà tôi hỏi lại quý vị muốn cái nào thì tôi làm theo ý của quý vị. Giờ quý vị muốn cái nào? Không có không được. Một thôi chứ. Như vậy thì có thể quý vị xác định là muốn cái nào? Muốn nói về thiền hay là muốn nói về giáo lý? Kẻ thì muốn thiền, người thì muốn giáo lý, phải không? Thiền tôi cũng thay mặt cho ba tổ thiền Phật tử á, thiền vẫn như thiền cả hai, thiền giáo lý thiền thiền. Thì bây giờ cũng giờ để mong là thiền thiền sẽ là thiền thôi, thiền giáo lý mình là thiền vừa thiền. Thể theo lời bảo của Hòa Thượng thì chúng tôi theo tinh thần đó. Nhưng mà trước hết thì phải nói về thiền rồi phối hợp với giáo lý, phải không? Vậy thì nó đầy đủ cả hai. Nhưng mà tôi e rằng tôi thuộc về cái loại nó hơi nói nhiều, nói dài dòng đó, rồi quý vị nghe hết giờ rồi không có biết đủ thì giờ hay không. Và trước hết thì chúng tôi xin nói về thiền. Tại vì chúng tôi nói như vậy, một là vì đó là cái sở trường của chúng tôi, hai là chúng tôi thấy rằng người Phật tử của chúng ta không có rằng về cái lối tu thiền. Bởi vậy cho nên có lắm người ham tu rồi trở thành bệnh hoạn, rồi có khi sanh ra cuồng loạn. Bởi vậy nên chúng tôi muốn nói cho rõ, để cho tất cả quý vị khi nào bắt đầu tu thiền thì có một đường lối gần rẽ, không có lầm lẫn, không có bị bệnh hoạn. Rồi kế bên cạnh thiền là có giáo lý. Bởi vì hai cái đó dường như người ta nghe nó khác, cái sự thật nó không tách rời nhau được. Thì đầu tiên tôi xin nói về thiền để cho quý vị nghe
Nhưng mà khi nói về thiền thì chắc rằng quý vị lâu nay cũng được cảnh cáo lắm rồi, phải không? Thiền là khó nghe khó hiểu, mà nói cái điều khó nghe khó hiểu thì cái người nghe phải sao? Rõ về thiền, thiền là cái gì? Bởi vì lâu nay tất cả chúng ta là hàng tăng ni và Phật tử và đệ tử của Phật thì chắc rằng cái danh từ thiền quý vị đã từng nghe. Nhưng mà nếu đi trong chi tiết thì chúng ta không có thời giờ. Đây chúng tôi chỉ giải thích tổng quát hay là đại cương. Thiền là gì? Nói cho dễ, thiền là một cái ngôn ngữ từ Ấn Độ. Rồi sau này thì các nhà dịch ra định và huệ. Định và huệ cùng tu, gọi đó là thiền. Bởi vậy cho nên có chỗ khác cũng gọi là chỉ quán. Như vậy thì thiền nó có chia ra mấy loại. Rồi trước tiên tôi chia ra cho quý vị biết, để nhiều khi nghe nói thiền rồi người này người kia ai cũng xưng mình tu thiền mà không biết cái thiền nào là thiền của Phật, cái thiền nào không phải của Phật, do đó mà rất bị sai lầm. Những người hâm mộ tu lại lạc qua một cái đường khác, ban đầu định tu theo Phật mà rốt cuộc rồi theo tà giáo. Bởi vậy cho nên chúng tôi phải định cho rõ thiền có chia ra làm năm loại. Một là phòng phu thiền, tức là cái thiền của người phòng phu. Phòng phu tức là ai? Là những thế gian chỉ nghĩ rằng tu thiền, nói sao bây giờ, tu thiền là để định cái tâm lại cho trí mình nó sáng sáng một chút rồi yên ổn, ít bệnh, sống lâu. Nghĩa là tu thiền để được khỏe mạnh, được sống lâu. Do đó cho nên cái thiền nó giống như là cầu giải thoát, cầu giác ngộ gì hết. Cho nên gọi đó là thiền phàm phu. Còn nếu nói theo hồi xưa Ấn Độ thì đó là cái phái yoga. Rồi cái thứ hai là thiền của ngoại đạo. Rồi thiền ngoại đạo là cái thiền nào? Thì ở Việt Nam mình, nếu nói thiền ngoại đạo thì những cái thiền tôi kể tên thì quý vị nhớ, như là thiền xuất hồn, đó là thiền ngoại đạo. Thiền luyện tinh quá khí, luyện khí quá thần, đó là thiền ngoại đạo. Thiền ngồi lựa giờ linh, như là giờ tí ngọ mẹo dậu đó, ngồi để cho có một cái điện linh ở đâu ở trên hư không đến với mình, để cho mình sáng, để cho mình trị bệnh, vân vân. Đó là cái thiền ngoại đạo. Như vậy thì thiền mà, ngồi thiền mà để, một là mong mình được xuất hồn, hai là để luyện tinh khí thần, ba là ngồi thiền để mong cầu được những cái điện linh ở ngoài nó nhập, nó dựa vào mình, thì đó là thiền của ngoại đạo. Đó. Như vậy thì hai cái thiền, thiền phàm phu và thiền ngoại đạo chưa phải là thiền của đạo Phật. Bây giờ thiền đạo Phật lại cái chia ra ba thứ. Một là thiền nguyên thủy, hai là thiền đại thừa, ba là thiền tông. À, như vậy thì thiền nguyên thủy là cái thiền mà dạy mình tu đếm hơi thở vân vân đó. Cái hai là thiền đại thừa thì như quý vị đọc ở trong đại thừa chỉ quán luận hoặc là đọc trong kinh Duyên Giác, à, thì cái thiền đó thiền đại thừa. Ba là thiền tông. À, thiền tông, nhưng mà sao trong ba cái đó sao này rút gọn là có hai, gọi là Như Lai thiền và Tổ Sư thiền. Đó. Như Lai thiền là thiền nào? Như Lai thiền là thiền của Phật dạy, kể cả nguyên thủy và đại thừa. Những cái thiền đó chính Đức Phật ngài nói dạy chung cho tăng ni và tất cả Phật tử đều tu được hết, thì đó là cái thiền gọi là Như Lai thiền, làm lối dạy thiền phổ thông. Đó. Hai là Tổ Sư thiền,
là cái thiền đó chỉ có từ tổ Ca Diếp nhận nơi Đức Phật rồi truyền lành các tổ cho đến bây giờ thì gọi đó là tổ sư thiền đó. Như vậy thì cái thiền Như Lai thiền là cái thiền phổ thông chung cho tất cả, có kinh sách đàng hoàng. Còn cái tổ sư thiền này là cái thiền nó hơi kỳ đặc, chỉ thầy với trò thông cảm nhau mà ít có lối dạy rành rẽ từng phương pháp một. Vì vậy nên cái tổ sư thiền là cái thiền khó hiểu mà cũng khó tu. Bởi vậy nên ai nói tu thiền thì đều nói phải là căn cơ bậc thượng mới tu được, còn bậc hạ thì khó tu. Vì vậy mà Phật tử mình bây giờ chịu tu thiền không? Cho mình căn cơ bậc hạ, cho nên rồi ít ai chịu tu à. Nhưng mà nói như vậy rồi, tôi sẽ nhắc lại cho quý vị thấy, hôm nay chúng tôi nói chuyện hạn chế hạn cuộc ở trong cái tổ sư thiền, chứ không có nói rộng từ cái Như Lai thiền. Tại sao vậy? Bởi vì quý vị từ trước đến giờ đọc lịch sử Đức Phật, quý vị nghe Đức Phật tu pháp gì mà thành Phật? Trả lời giùm tôi coi, tu pháp gì? Tu thiền mà được thành Phật. Rồi ông Tổ Bồ Đề Đạt Ma chúng ta thờ ở phía sau nhà Tổ đó, ngài tu pháp gì mà chúng ta thờ? Cũng thiền nữa. Mà bây giờ có ai nói tu thiền thì quý Phật tử sẽ nói làm sao? Thì nếu có ai hỏi tu thiền là sao, cái Phật tử mình không biết. Mà chẳng những không biết là chớ, mà còn nói coi chừng điên. Thấy không? Đó là một cái mà làm cho người ta hoang mang vô cùng. Tại sao Đức Phật tu thiền được ngộ đạo? Tại sao tổ mình thờ cũng tu thiền mà mình bây giờ lại nói tu thiền điên? Thì như vậy là sao? Như vậy thì quý vị mới nghĩ chúng ta có cái lỗi gì với Phật không? Có lỗi gì với tổ không? Đó là một cái điều mà tôi nêu lên. Và hôm nay tôi nói chuyên trong tổ sư thiền, bởi vì thiền ở Việt Nam từ đời Đinh Lê Lý Trần là tổ sư thiền. Và cái hệ tổ sư thiền đó là cái căn bản của Phật giáo Việt Nam. Nhưng bây giờ thì quý vị ít ai biết, phải không? Nhưng mà tôi xin hỏi quý vị, nếu quý vị từng đi những cái đám của quý hòa thượng tịch, thì mỗi vị hòa thượng tịch khi chúng ta lễ các ngài á, thì quý vị thấy ghi rằng từ Lâm Tế Chánh Tông đời thứ mấy, phải không? Từ Lâm Tế Chánh Tông tức là nối cái dòng Lâm Tế đời thứ mấy. Mà thưa quý vị, tổ Lâm Tế là người tu cái gì? Lại tu thiền đó. Như vậy thì quý hòa thượng mình là cháu của tổ Lâm Tế hết. Rồi quý vị mà nếu những vị lớn tuổi quy y hồi xưa đó, thì cái lá phái của mình nếu mà còn in bằng chữ Hán trong bản gỗ đó, thì đều là để dòng nào, hoặc là Lâm Tế Chánh Tông, hoặc là Lâm Tế Gia Phổ, phải không? Thì như vậy quý vị cũng con cháu dòng Lâm Tế, mà con cháu dòng Lâm Tế cũng là thiền luôn. Thì như vậy Phật tu thiền, tổ tu thiền, rồi thầy mình và chính mình cũng là con cháu trong nhà thiền. Bây giờ hỏi thiền không biết gì hết. Quý vị thấy có cái khổ chưa? Như vậy mình có khuyết điểm gì không? Bởi vậy cho nên tôi có nói một câu mà có lẽ rằng nếu quý vị không có xét cho kỹ thì cũng cho tôi nói nó hơi quá đáng. Tôi nói rằng Phật giáo Việt Nam bị mất gốc. Mới nghe quý vị thấy nó quá đáng, phải không? Nhưng mà xét kỹ như nãy giờ nói thì có phải mất gốc không? Phải không?
cái gốc mà mình không biết, mình không hiểu thì không mất sao được. Thấy không? Như vậy để cho thấy rằng cái tầm dốc quan trọng của thiền đối với người Phật tử Việt Nam chúng ta hết sức là thiết yếu. Chúng ta cần phải biết qua, chứ không thể nào không biết được. Phải không? Thế mà chúng ta chưa biết, chưa biết gì hết. Nhiều khi quý vị đang tìm kiếm, đang mò mẫm thiền mà quý vị không biết mình đương tìm kiếm, đương mò mẫm thiền, mà tưởng như mình đương làm cái gì xa lạ vậy. Đó. Tôi nói là lúc nữa quý vị sẽ thấy cái bằng cớ rõ ràng. Như vậy thì ở đây chúng tôi nói thẳng về tổ sư thiền, thì như vậy tất nhiên chúng ta phải phân từ cái đầu mối, đầu mối phát xuất ra cái tổ sư thiền đó, để rồi dần dần đi tới chúng ta, sự liên hệ nó thế nào và cái đặc biệt nó thế nào. Thì chính ở trong các tổ sư nhà thiền thường hay kể lại rằng một hôm Đức Phật ở trên hội Linh Sơn, Linh Sơn tức là hội nói pháp ở núi Linh Thứ, ở gần thành Vương Xá. Tại hội Linh Sơn, mà chính chùa Linh Sơn là lấy cái tên ở đó. Trong hội Linh Sơn đó, toàn chúng rất là đông. Đức Phật lên tòa ngồi, Ngài đưa cái cành hoa sen lên, Ngài nhìn tất cả người hội chúng, thấy ai nấy ngơ ngác hết. Nhưng mà khi Ngài nhìn tới Ngài Ca Diếp á, thì Ngài Ca Diếp thấy Phật nhìn tới thì Ngài cười. Khi Ngài cười rồi, cái Phật để qua sen xuống, Ngài nói rằng ta có cái Ngài khi mà để qua sen xuống, Ngài nói rằng ta có cái chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, phó chúc cho Ca Diếp, hay là truyền cho Ca Diếp. Thì giờ quý vị thấy chánh pháp nhãn tạng là gì? Là con mắt của kho chánh pháp. Niết bàn diệu tâm tức là cái diệu tâm niết bàn, tức là cái tâm màu nhiệm niết bàn. Cái đó là cái tướng chân thật, mà trước tướng chân thật đó nó không có tướng đó, thì hóa chúc cho Ngài Ca Diếp. Khi nói như vậy rồi thì Ngài xuống tòa. Như vậy thì ngay đó Ngài Ca Diếp lãnh hội hay là được truyền tâm ấn về cái thiền tông là vị tổ sư đầu. Như vậy thì quý vị thấy Đức Phật đưa cành hoa sen lên, rồi Ngài nói Ngài có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, rồi thật tướng vô tướng, hóa chúc cho ông Ca Diếp. Thì quý vị thấy nói vậy mình dễ hiểu không? Đưa cành hoa sen lên thôi, rồi toàn chúng ai nhìn lên đó thì cũng ngơ ngác hết. Mà nếu quý vị được đưa cành hoa sen lên, quý vị có ngơ ngác không? Chắc cũng ngơ ngác. Mà tại sao Ngài Ca Diếp lại cười? Cười tức là Ngài lãnh hội được cái ý của Phật. Mà lãnh hội được ý của Phật, cho nên rồi Phật mới thọ ký hay là mới truyền tâm ấn cho Ngài. Thì câu đó là câu truyền tâm ấn. Như vậy thì quý vị thấy, quý vị có bắt chước tu theo cái pháp đó không? Có không? Ở đây mỗi tuần quý vị tụng kinh gì? Kinh Pháp Hoa Phật nói ở hội nào? Ở hội Linh Sơn. Quý vị nhớ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Kinh Diệu Pháp như hoa sen,
thì qua sen biết đâu không phải là Phật đưa qua sen lên. Diệu pháp biết đâu không phải là niết bàn diệu tâm. Đó. Tôi nói như vậy, quý vị mới nghe thì quý vị thấy như tôi quả đoán là tự ý nói, ức thuyết nói. Nhưng sự thật không phải ức thuyết đâu. Nhiều khi chúng ta làm mà chúng ta không biết việc mình làm. Mà cái rất là thâm sâu, ý vị cao siêu mà chúng ta lại hiểu một cách nông nổi, cạn kẹt. Thì như vậy cái câu chuyện mà đưa cành hoa sen lên, đó là liên hoa, phải không? Rồi Ngài Ca Diếp Ngài nhận được cái đó, Phật liền ấn chứng cho đó là niết bàn diệu tâm. À, tức là diệu tâm niết bàn. Như vậy thì cái kinh Pháp Hoa, bởi vì quý vị yêu cầu tôi vừa nói thiền vừa nói pháp cho nên tôi phải phối hợp cho quý vị nghe cho dễ hiểu. Kinh Pháp Hoa thì quý vị biết ở trong đó chư Phật ra đời vì cái gì mà ra đời? Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Tri là biết, kiến là thấy, tức là dạy bài hay là chỉ bài cho chúng sanh thấy được cái thấy biết Phật của mình, ngộ được nơi đó và nhập nơi đó. Đưa cành hoa sen lên có thấy không? Phải không? Ừ, đó. Quý vị sẽ thấy nó màu nhiệm lạ lùng. Bởi vì trong kinh á, thì Phật nó dài, còn tổ thì hết sức gọn, hết sức là đơn giản. Mượn một hình ảnh, một câu nói mà diễn tả ngay, chỉ thẳng ngay cái quan trọng đó. Mà người đời thì thấy nó cô động quá rồi tâm ra hoang mang, không hiểu. Thì như vậy, cái chủ đích ở kinh Pháp Hoa là chư Phật ra đời, hay là toàn bộ kinh là cốt chỉ cho chúng ta ngộ nhập cái tri kiến Phật của mình, phải không? Cái đó là cái chủ đích. Mà tri kiến Phật của mình thì lâu ban đầu Ngài đưa qua sen lên thì có phải gợi cái gì? Là cái kiến chứ còn gì nữa, phải không? Mà nhận ra được cái đó là tri chứ gì nữa. Mà ngay nơi đó thì nhận ra được cái ý của Phật thì đó là niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng. Thì những cái câu đó sau này tôi sẽ giải thích từ từ. Bởi vậy đây tôi giải bằng cách lấy câu chuyện mà giải câu chuyện, chứ tôi không có giải nghĩa theo cái tính cách mà chữ nghĩa thông thường. Thì câu chuyện mà tôi kể, tôi nói rằng chính kinh Pháp Hoa nó đó là cái yếu chỉ trong nhà thiền hay là trong thiền tông. Câu chuyện đó nó có xảy ra một người đệ tử của dòng Long Tế là Ngài Phong Nguyệt, tức là đời thứ ba sau Ngài Long Tế. Một hôm có một người đồ đệ là thiền sư Tĩnh Niệm, ông chuyên trì kinh Pháp Hoa, đi đứng nằm ngồi gì tụng kinh Pháp Hoa lòng thầm hoài không bao giờ rời. Rồi hôm đó tới phiên ông hầu hòa thượng, khi ông đứng hầu cái Ngài Phong Nguyệt thì khóc Ngài than rằng tông Lâm Tế đến ta chắc là tiêu diệt. Thì Ngài Tĩnh Niệm đứng hầu bên bạch hòa thượng, trong chúng có cả 800 chúng đâu không có người kế thừa hòa thượng. Thì Ngài nói trong chúng đông, người thông hiểu thì nhiều, người chiến thánh không có, bởi vậy cho nên ta lo. Thì Ngài Tĩnh Niệm nói hòa thượng thấy con thế nào? Thì Ngài Phong Nguyệt mới nói lâu nay ta cũng trông cậy ở ông, nhưng mà ông còn mê kinh quá. Ông còn mê kinh quá, bởi vì đi đứng nằm ngồi giống tụng liên hồi không bao giờ ông rời. Cho nên sao người ta gọi là niệm Pháp Hoa đó, tên là Tĩnh Niệm rồi ta gọi là niệm Pháp Hoa.
thành danh đó, gọi là niệm Pháp Hoa. Thì khi đó ngài tỉnh niệm, ngài mới thưa bạch hòa thượng, chuyện đó không khó. Nếu hòa thượng cho con thâm nhập được các yếu chỉ thì hôm sau ngài phong quyệt đăng tòa, toàn chúng đều ngồi yên lặng, thì ngài cũng dùng cái thuật giống như Đức Phật hồi ở hội Liên Sơn. Ngài nói thuật lại cái Đức Thế Tôn đăng tòa ở hội Liên Sơn, ngài đưa cái cành hoa sen lên, rồi ngài dùng mắt nhìn hết trong chúng. Khi nhìn tới Tổ Ca Diếp thì Tổ thấy ngài nhìn đến liền mỉm cười, thì Phật liền ấn chứng cho. Như vậy thì Phật đã nói cái gì với chúng? Nếu nói rằng Phật không nói mà nói, đó là làm mai một tông thừa. Như vậy là nói cái gì? Ngài hỏi câu hỏi thứ hai, thì tỉnh niệm thiền sư liền đứng dậy đi ra. Ngài tỉnh niệm đứng dậy đi ra thì ở trên này ngài phong quyệt xuống tòa. Có chú thì giả chạy sẽ hỏi: bạch hòa thượng, tỉnh niệm thấy cái gì mà đứng dậy đi ra? Thì ngài nói: tỉnh niệm đã hội được thiền. Thì như vậy quý vị thấy thiền có liên hệ tới Pháp Hoa hay không? Nhưng mà lâu nay quý vị tụng Pháp Hoa chứ bao giờ biết rằng tụng Pháp Hoa đó là tập tu thiền, thấy không? Đó là một cái điều đặc biệt. Nhưng mà tôi nói chỉ nói tới đó thôi chứ tôi không giải thích thêm, đây là không có quyền giải thích. Như vậy là kể ở hội Liên Sơn. Kế hội Liên Sơn là tới ngày sau khi Phật Niết Bàn rồi thì ngài Ca Diếp mới gặp ngài A Nan. Ngài A Nan mới hỏi ngài Ca Diếp rằng: khi Thế Tôn truyền kim y kim lan cho hòa thượng, ngài có truyền thêm cái gì không? Thì ngài Ca Diếp liền kêu A Nan. Ngài A Nan dạ. Dạ, cái ngài Ca Diếp nói: cái phướng trước chùa ngã, ngay đó cái ngã năng ngộ. Như vậy thì ngài Ca Diếp là tổ thứ nhất, ngài A Nan là tổ thứ hai trong nhà thiền. Quý vị nghe vậy hiểu chưa? Hiểu, hiểu, hiểu mà có ngộ không? Thì tại sao mà nói hỏi Thế Tôn truyền cái y kim lan cho hòa thượng, còn có truyền cái gì khác nữa không? Thì không trả lời liền kêu A Nan. Ngã Nan liền dạ. Dạ rồi nói cái phướng trước chùa ngã. Thì lâu nay chúng ta nếu mà nghiên cứu thiền á thì đọc tới đó dễ hiểu không? Thấy cái bộ nó đau cái đầu quá. Tại sao mà cái phướng trước chùa ngã? Nếu mà cứ suy nghĩ cái phướng trước chùa ngã thì nói thành nhà thiền là tới năm lừa cũng không hội nữa. Thì như vậy cái đó có cái ý nghĩa gì tôi không có giải thích, mà tôi chỉ kể chuyện một thiền sư khác đời Đường, tức là ngài Nam Truyền, có một người đệ tử tại gia là ông Lục Hoàng Công, gọi là Lục Hoàng Đại Phu. Hôm đó ông mới đến với ngài Nam Truyền, ông mới bạch thế này: bạch hòa thượng, có người họ nuôi một con ngỗng trong cái bình, từ con ngỗng còn nhỏ tí hon nuôi lần lần nó lớn, lớn cho khi con ngỗng nó lớn to là cái đầu nó ló ra ngoài cái bình. Bây giờ người đó yêu cầu làm sao đem con ngỗng ra mà đừng bể cái bình.
đồng thời cũng đừng có bị thương tích ở phần nóng, xin hòa thượng đem ra giùm. Quý vị đem được không? Khi đó ngài Nam Tuyền liền gọi đại phu, ông dạ, cái ngài trả lời ra rồi ông ngộ. Dễ quá thiệt, đem ra cái dễ ở kìa. Thì đó là một câu chuyện để tôi giải câu chuyện trước, thêm một câu chuyện nữa để bổ túc cho câu chuyện đó. Thầy của ngài Hoàng Bá, của ngài Long Tế là thiền sư Hoàng Bá. Thiền sư Hoàng Bá một hôm nọ, ngài ở trong chúng mà có những chuyện không được vừa lòng, ngài mới bỏ chúng này sang một cái chùa khác ngài tạm ở. Khi đó có một ông tướng công, tức là tướng quốc Bùi Hưu, ông tới chùa. Khi ông tới chùa thì ông mới đi vô trong chùa, ông thấy trên vách chùa có vẽ một tượng của các vị cao tăng trụ trì đời trước. Vẽ cái ông mới mời thì trụ trì tới, ông hỏi cái gì đây, thì thầy trụ trì thưa rằng đây là cái hình của cao tăng là trụ trì trước ở đây. Thì ông mới hỏi hình cao tăng ở đây mà cao tăng ở đâu, hình mình thấy đây mà cao tăng ở đâu. Ông trụ trì ông biết, ông trả lời không được. Khi trả lời không được thì ông hỏi chứ ở đây có thiền sư không, thì ông nói rằng thấy trong chúng có người mới tới ra vẽ thiền sư, nó yêu cầu mời thiền sư lên cho ông hỏi. Thì ông trụ trì mới xuống mời ngài Hoàng Bá lên. Ngài Hoàng Bá vừa tới thì ông nhìn thấy ngài Hoàng Bá, ông nói tôi có một vấn đề đem ra hỏi quý thầy mà quý thầy tiếc lời không đáp, vậy xin hỏi hòa thượng đáp dùm. Thì ngài Hoàng Bá nói tướng công chứ hỏi, thì ông hỏi cái hình ở đây mà cao tăng ở đâu. Thì ngài Hoàng Bá kêu Bùi Hưu. Thì ông dạ, cho em nói ở đâu, cái ông liền ngộ. Thì như vậy ngàn đó là ông thờ ngài Hoàng Bá làm thầy, một ông tướng quốc đời đường và thờ một ông thiền sư, mà ngộ cách đơn giản vậy. Quý vị ngộ chưa? Như vậy là tôi đã giải câu chuyện của ngài A Nan với Tổ Ca Diếp rồi, phải không? Bây giờ tới khi mà vị tổ chót ở Ấn Độ là vị tổ thứ 28, tức là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngài là vị thứ 28 ở Ấn Độ, mà ngài thấy rằng cái duyên ở Trung Hoa thời đó có thể truyền bá được, cho nên ngài mới sang Trung Hoa vào đầu thế kỷ thứ 6. Khi ngài tới ở miền Nam Trung Hoa, vua Lương Võ Đế mới cho người thỉnh ngài về triều. Khi thỉnh về triều thì nhà vua, tức là ông Lương Võ Đế, ông kính tin Tam Bảo lắm, cho nên ông cất chùa, ông độ tăng, ông trai tăng cúng dường bố thí đủ hết, làm Phật sự rất nhiều. Khi đó thỉnh tổ tới, rồi ông kể lễ cái công của ông. Ông độ bao nhiêu vị tăng, ông cất bao nhiêu cái chùa, ông làm việc bố thí bao nhiêu lần vân vân, ông kể một dọc. Ông hỏi thưa ngài, như vậy có phước đức, có công đức gì không? Thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma trả lời không. Ông buồn quá, ông hết muốn nói chuyện nữa. Đó. Thì khi đó thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma thấy cái cơ duyên quá đạo ở đây không hợp, cho nên sang đêm ngài lén, ngài trốn
đi về miền Bắc Trung Hoa, tức là Bắc Ngụy, đến cái núi Thiếu Lâm và ở tại chùa Thiếu Lâm với ngài tu. À, thì như vậy. Nhưng mà tôi nói đó thì quý vị nghe chắc quý vị cũng hơi thắc mắc, tại sao cất chùa độ tăng làm phước mà hỏi có công đức gì không lại nói không, vì phủ nhận hết vậy, giờ chúng ta tu làm sao đây, phải không? Nên cái thắc mắc đó sau này có người hỏi Lục Tổ, đem ra hỏi Lục Tổ thì Lục Tổ mới trả lời rằng đó là tại ông Lương Võ Đế không hiểu chứ không phải tổ sư nói sai. Bởi vì cất chùa độ tăng làm phước bố thí cúng dường vân vân đó là phước đức ở ngoài, còn cái công đức là do cái sự tu tập ở trong. Ông lấy phước đức mà ông hỏi qua công đức cho nên tổ mới nói không. Không là tại ông hỏi lầm, chứ không phải tổ phủ nhận làm những việc đó không có phước. Nhưng phước là cái ở ngoài, còn cái công là cái ở trong mình tu. Như vậy đó, để quý vị khỏi có ngại, để rồi nghe nói vậy chắc tổ chê quá, phải không? Khi ngài về bên ở tại chùa Thiếu Lâm miền Bắc để tu, khi ngài ở đó ngài tu thì nói rằng 9 năm ngài ngồi xây mặt vào vách. Vì vậy mà sau này ta dùng cái chữ gọi là Bích Quán Bà La Môn đó. Bởi vì ngài không có cạo tóc, mà bị 9 năm mà ngồi hoài mà nói vào vách, cho nên Bích Quán là nhìn vào vách. Khi đó thì có một cái người tên là Thần Quang, là một vị tăng tu hành rất là nghiêm mật, học hiểu cũng sâu, nhưng mà ngài tu mà chưa có thấy kết quả. Nghe nói có Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang, cho nên ngài mới tìm tới để yết kiến ngài. Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi tìm tới thì thấy tổ ngồi xây mặt vách hoài, không biết làm sao, thưa hỏi. Một mùa đông ở miền Bắc Trung Hoa, mùa đông lạnh lắm, tuyết xuống, mà một đêm đó ngài đứng ở ngoài tuyết khoanh tay chờ cho Tổ Bồ Đề Đạt Ma xây mặt có ra để mà thưa. Đứng suốt đêm, sáng ra tuyết nó lên khỏi mắt cá, mà tinh thần ngài cũng vẫn tỉnh như thường. Thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma nhìn ra thấy ngài như vậy mới nói rằng ngươi cầu cái gì mà khổ hạnh vậy? Ngài nói thưa bạch hòa thượng, con đến đây con muốn xin hòa thượng dạy cho con pháp môn cam lồ. Khi nói vậy rồi thì ngài liền vỡ, cái pháp môn cam lồ là của chư Phật truyền trao, không phải là chuyện thường, mà ông dùng một chút ít cái khổ hạnh nhỏ mọn mà làm sao cầu được. Đứng suốt đêm mà tuyết mà còn chê là nhỏ mọn. Quý vị mới thấy cái người cầu đạo nó còn tới cái gì nữa. Thì ngài nghe vậy rồi cái ngài mới xuống nhà bếp, ngài xin một mượn cái dao, ngài chặt cái tay, cái đem quỳ dân, con xin dân cái này để cầu đạo. Thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma nhìn thấy nó khá đó. Ngang đó ngài khen, cho nên đặt tên là Huệ Khả, đổi cái Thần Quang, hồi trước tên là Thần Quang, bây giờ thấy cái tinh thần cầu đạo đáng khen vậy, ngài nó đổi lại là Huệ Khả. Huệ Khả thì từ đó ngài mới nhận làm đệ tử. Khi nhận làm đệ tử rồi, một hôm hai thầy trò đang đi thì tổ ngài Huệ Khả mới thưa bạch hòa thượng, tâm con không an, xin hòa thượng dạy con phương pháp an tâm. Thì khi đó Tổ Bồ Đề Đạt Ma nhìn sững, đem tâm ra ta an cho. Ngài hoảng hốt không biết làm sao, nhìn lại tìm tìm hồi cái tìm không ra. Ngài thưa bạch hòa thượng, con tìm tâm không được. Thì tổ nói ta an tâm cho người rồi. Như vậy cái ngài được pháp môn vào cửa. Hay không? Quý vị thấy nhà thiền nói những chuyện gì đâu, phải không?
trên trời trên mây không dính gì tu hành hết, không có dạy mình cách nào hết. Mà như vậy, như vậy là ngài được an tâm, tức là biết cái lối an tâm. Thì người đời sao nghiên cứu về thiền, đọc tới mấy cái đó thấy không biết làm sao mà tu. Nên là bây giờ hỏi tất cả chúng ta ở đây, tâm chúng ta có an chưa? Nếu gặp tổ chắc chúng ta cũng nói vậy, bạch hòa thượng dạy con pháp an tâm. Vì vậy tâm mình không an, phải không? Tâm không an cho nên cầu pháp an tâm. Khi mà yêu cầu cầu pháp an tâm đó thì ngài lại bảo đem tâm ra an cho, rồi tìm hồi kiếm không ra. Thì thưa bạch hòa thượng, con tìm tâm không được. Thì ngài trả lời, ta an tâm cho người rồi. Hết sức là đơn giản, thấy không? Đơn giản mà hiểu được không? Quý vị biết an tâm chưa? Đó, một thời gian sau thì những cái điều đó là điều tôi kể mà tôi chưa không có quyền giải thích. Quý vị ráng nghe. Rồi một thời gian sau, năm ba năm gì đó, thì một hôm cùng hai thầy trò đi, thì ngài Huệ Khả thưa bạch hòa thượng, hôm nay con dứt hết các duyên. Thì ngài Đạt Ma hỏi, có chừng rơi vào không? Thì ngài trả lời, nó rõ ràng thường biết là nó không được. Thì ngài liền ấn chứng, đây là cái chỗ chư Phật chư tổ từ trước đã truyền nhau, ta như vậy, ông cũng được như vậy. Thì ngang đó là truyền tâm ấy. Quý vị nghe dễ hiểu là sao? Đó là cái câu chuyện của tổ Bồ Đề Đạt Ma mà truyền sang trong vị tổ ở Trung Hoa là tổ Huệ Khả. Như vậy là tổ Huệ Khả là vị tổ thứ hai ở Trung Hoa. Mà tại sao trước khi truyền đài đọa con người ta quá vậy? Bắt đứng ngoài tuyết lạnh gần chết mà cũng không thương, rồi chặt tay thì nó mới chịu. Thì như vậy có lòng từ bi không? Bởi vì đây là một cái phương pháp tu nó quá đơn giản, mà quá đơn giản cho nên nó hết sức là khó. Khó mà nếu người không có ý chí, không có gan dạ thì dễ nản, dễ chán. Cũng như quý vị nhớ, chúng ta đi qua cái cầu chỉ có một cây tròn gác ngang, nếu có tay gượng bên này bên kia thì chúng ta đi qua dễ hay khó? Dễ. Mà nếu không có tay gượng nào mà bảo mình đi qua cái cầu tới 3-4 thước hay 5-6 thước không có tay gượng mà một cây tròn, đi dễ hay khó? Mà người đi gan hay không gan? Đó. Bởi đi cây cầu không có tay gượng cho nên nó hết khó, đòi hỏi cái người phải cái gan dạ. Mà tôi thường gọi tổ Huệ Khả là một chàng dũng sĩ chặt tay. Phải là cái người đó mới qua được. Như vậy bây giờ tôi trở lại, khi tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa thì ngài tuyên bố hẳn hoi rằng đường lối thiền mà ngài dạy đây á là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Đó, mấy cái câu đó là mấy cái câu then chốt mà gần đây người ta lệch lạc, hiểu lệch lạc rồi họ bày ra những chuyện không đúng. Cái thứ nhất là giáo bất lập văn tự, tức là không có dùng văn tự. Rồi giáo ngoại việc truyền, tức là truyền riêng ngoài giáo lý. Trực chỉ nhân tâm, tức là chỉ thẳng tâm người, kiến tánh thành Phật, thấy tánh thành Phật. Đó là cái chủ yếu của thiền tông khi truyền sang Trung Hoa. Bây giờ mấy cái câu đó tôi giải thích cho quý vị thấy
Nếu mình không hiểu á thì mình để mà soi chiếu lại tâm mình, đừng cho nó lệch lạc. Thì như vậy có văn tự không? Có giáo lý không? Đó. Nhưng mà vậy tại sao trước lại nó không lập văn tự giáo mã biểu tượng? Bởi vì cái chỗ tu của thiền tông là chỉ cho chúng ta thấy thẳng một cái gì chúng ta cần thấy. Thí dụ như trong kinh thường nói đó, kinh Lăng Nghiêm cũng như kinh Duyên Giác thường nói một câu tu đa la như tiêu nguyệt chỉ, tức là kinh điển như ngón tay chỉ mặt trăng. Ngón tay chỉ mặt trăng thì cái mặt trăng đó, ví dụ như đêm mùng năm mùng sáu mới mặt trăng lưỡi liềm còn nhỏ, thì có người nói đêm nay có trăng không, thì cái người nhanh mắt thấy trước nó có, nó có đâu tôi không thấy, thì người đó là sao? Thì lấy tay chỉ, à mặt trăng ở chỗ đó. Thì cái tay chỉ là cốt nương ngón tay mà thấy mặt trăng. Cái mục đích tìm kiếm là mặt trăng chứ không phải cái ngón tay, phải không? Như vậy kinh điển là ngón tay chỉ mặt trăng. Nếu mà người ta muốn thấy là muốn thấy mặt trăng chứ không phải thấy, muốn thấy ngón tay. Có ai muốn thấy ngón tay không? Kinh điển là ngón tay chỉ mặt trăng. Thì như vậy cốt là để thấy mặt trăng, mà muốn thấy mặt trăng thì ngón tay chỉ là cái phương tiện để nương đó mà thấy, nhắm vào hướng đó mà thấy, chứ không phải cái ngón tay là cái chủ để mình nhắm. Như vậy thì truyền ngoài kinh điển, ngoài giáo lý đó là chỉ thẳng cho mặt trăng, nghĩa là không phải ngón tay là cái chủ đích của ngài nhắm, mà ngài nhắm thẳng mặt trăng. Mà ngón tay là ví dụ cho giáo lý mặt trăng, tức là chỉ cho tánh của mình, tâm tánh của mình, gọi là kiến tánh đó. Mình thấy được tâm tánh của mình. Như vậy thì chúng ta hiện giờ là kẻ muốn thấy mặt trăng, đưa ngón tay mà thấy mặt trăng, hay là đưa tụ mắt lại ở ngón tay? Ở chỗ nào? Chúng ta nửa ngón tay thấy mặt trăng, hay là chúng ta cứ ghìm mắt ngay ngón tay nó đây đây, chỗ này là chỗ chỉ mặt trăng đây, rồi cứ dồn hết tâm lực vào chỗ cái đầu ngón tay không? Mà nếu dồn tâm lực ở đầu ngón tay thì bao giờ quý vị thấy mặt trăng? Đó là cái chỗ chủ yếu mà nhà thiền muốn chỉ cái nó ngoài cái hình thức, mà cái mục tiêu chủ yếu là phải thấy được mặt trăng. Cho nên nói rằng ngoài giáo lý là chỗ đó, ngoài là không cho mình kẹt ở giáo lý, hay là không cho mình kẹt ở kinh điển, mà muốn cho mình thấy được cái gì. Bởi bao nhiêu kinh điển, cũng như quý vị nói, nghe tôi nói hồi nãy đó, kinh Pháp Hoa là chủ yếu Phật muốn chỉ cho chúng ta thấy cái tri kiến Phật mà ngộ nhập vào đó, phải không? Mà tri kiến Phật của ai? Của mình với của ai, phải không? Thì như vậy mà mình tụng hoài mình có thấy chưa? Hay là mình thấy chữ không hả? Mình thấy tri kiến Phật mình hay mình thấy chữ? Đó thì như vậy để thấy rằng là chúng ta quên cái mục tiêu chủ yếu mà chúng ta lại kẹt cái phương tiện. Bởi vậy cho nên nhà thiền mới chủ trương rằng phải thấy cái mục tiêu đó, chứ đừng kẹt cái phương tiện kia. Vì vậy mới tuyên bố giáo ngoại biệt truyền, chứ không phải là đi ngoài cái giáo lý Phật. Bởi vì giáo lý Phật là cái gì Phật đã giải, mà người tu thiền là đệ tử của Phật làm sao đi ngoài được. Nhưng mà Phật dạy cái đó là để chỉ một cái gì nơi mình, chứ không phải chỉ ở trên chữ nghĩa. Mà mình bây giờ thì mình hơi kẹt chữ nghĩa, mà mình không chịu thấy lại cái gì ở mình. Đó. Bởi vậy cho nên các thiền sư, các ngài chỉ thẳng, gọi là trực chỉ nhân tâm đó, tức là chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật. Rồi chính cái chỗ nghe thấy tánh Phật thành Phật ấy, có nhiều người hoang mang nữa. Nói trong kinh Phật nói người tu ba vô số kiếp mới thành Phật, phải không? Mà gì mà nói chỉ mình thấy tánh cho thành Phật, dễ quá, phải không? Có dễ không? Nghe nói thì dễ, chứ mà nói thế này, tôi ví dụ như có một người biết làm vườn ở xứ Đà Lạt này,
Giờ có một người đi đâu về, họ tìm được một cái giống hồng rất là ngon, ngon hơn tất cả thứ hồng mà mình đã trồng ở đây. Thì họ mới cho cái hạt, nói giờ anh hay chị về ươm cái hạt này trồng lên một cây hồng có trái ngon lắm, ngon hơn tất cả hồng mình có ở đây. Thì như vậy người biết làm vườn nắm được cái hạt hồng mới đó, thì người đó sẽ tin sao? Trẻ lắm là 3-4 năm nữa mình có hồng ăn, một thứ hồng đặc biệt, phải không? Như vậy có hạt hồng nhất định sẽ có quả hồng đó, phải không? Thì cái người làm vườn thì nhất định phải tin như vậy, không nghi ngờ gì nữa hết. Thì ở đây cũng vậy, thành Phật, tại sao mà thành Phật? Là Phật là giác ngộ, mà giác ngộ từ đâu? Là từ cái tâm thể hằng giác của mình. Cái tâm thể hằng giác đó, nếu mình khơi dậy cho nó sáng suốt lên, hay là mình phủi bỏ hết những cái phiền não cho sống sạch, thì cái tâm đó nó hiển ra. Thì chỉ thẳng tâm đó mình thấy nó rồi, thì dù còn phiền não nhưng mà biết rằng sẽ thành Phật không nghi, thấy không? Cũng như mình có cái hạt hồng rồi thì biết có trái hồng, tương lai không nghi, nhưng mà từ cái hạt hồng tới cái trái hồng nó cũng còn một thời gian không phải là ngắn, phải không? Đòi hỏi mình phải có công phu, chứ không phải nghe nói vậy cả hết, nghĩa là biết mình có hột hồng là chắc ăn, rồi có 3 năm sau có trái hồng ăn chắc chưa. Nếu mà mình ươm, mình trồng không đúng cách thì làm gì có trái, phải không? Cũng như vậy, thấy mình, nhận mình có cái tánh giác rồi, chưa đủ, mà còn phải gột sạch hết mọi thứ phiền não. Từng hết rồi, từng đó cái tánh giác mới tròn đầy thì mới thành Phật. Đó. Chứ không phải là nói là kiến tánh là thành Phật liền. Đó. Mà nhiều người là hiểu lầm ở chỗ đó. Rồi nói, truyền ngoài giáo lý, đó, người ta lại tưởng đâu có cái gì truyền riêng biệt kỳ đặc đó. Rồi có nhiều người cứ nói truyền riêng đó, rủ một người đi tới chỗ nào đó được truyền riêng, thì cái đó là cái lầm lẫn quá lớn, không hiểu gì hết. Truyền riêng tức là không kẹt ở trong giáo lý, chứ không phải là truyền riêng một người ở một chỗ giáo đó. Thì đó là những cái sai lầm của những cái người mà sau này bắt chước tu thiền, họ không biết đầu đuôi gốc ngọn. Đó là tôi nói cái chặng thứ hai rồi, thấy không? Cái chặng thứ hai là tổ Bồ Đề Đạt Ma và tổ Một Vệ Khả. Thì như vậy nãy giờ tôi nói quý vị nghe có hiểu không? Chắc là khó hiểu lắm, phải không? Bây giờ thêm nữa là khi tổ Vệ Khả đã đạt đạo rồi thì ngài mới truyền lần xuống tới ông tổ chót ở Trung Hoa. Là tổ nào? Tổ chót này là vị tổ được truyền y bát ấy, chứ không phải tổ chót là cái người tu thiền chót. Tức là ngài Huệ Năng. Nhưng mà nói tới đây tôi dừng lại một chút để trả lời một Phật tử hôm nào đã yêu cầu tôi, nói rằng tổ Bồ Đề Đạt Ma thờ ở chùa, thấy ngài quải một chiếc dép trên vai, con mắt trừng trợn. Như vậy là ý nghĩa gì? Thì đây là một cái điều thực ra hình ảnh và cái đạo lý nó không tách rời nhau được. Nếu mình biết đạo lý mà không biết cái hình ảnh đó thì đó là cái khuyết lớn của mình. Vì vậy mà ở đây tôi sẽ nói về cái hình tượng của tổ Bồ Đề Đạt Ma để cho quý vị thấy rõ cái tông chỉ thiền từ tổ Bồ Đề Đạt Ma thiền tới bây giờ. Quý vị kiểm lại, nhớ kỹ coi cái tượng tổ Bồ Đề Đạt Ma ra làm sao, con người thế nào, những cái điểm nào nên nhớ nhất. Đầu tiên là thấy quải một chiếc dép trên vai, thấy không, mà vai phải đó. Rồi thứ hai nữa là thấy ngài làm gì, thấy con mắt ngài trừng trợn.
Con mắt Phật thì nhìn hết sức là từ bi, phải không? Còn con mắt tổ thì nhìn thấy dễ sợ, phải không? Tình trạng dễ sợ. Tại sao vậy? Tổ rồi mà sao hung dữ? Rồi cái thứ ba nữa là ngài đứng trên cái gì? Đứng trên cành lao đi qua biển. Đó là ba cái đặc điểm mà chúng ta cần phải biết. Bởi vì đây tôi cũng nói cho quý vị thấy rằng cái chủ trương của nhà thiền là làm sao cho người ta khi nhìn qua những hành động của Phật tổ liền thấy được cái ý nó nằm ở trong đó. Còn nếu mình nhìn mà không biết là mình khuyết điểm lớn. Đầu tiên là thấy ngài quải một chiếc dép, phải không? Mà dép thì một đôi. Bây giờ quý Phật tử đi chùa mà lỡ bữa nào mất đi một chiếc dép thì còn chiếc nữa có cần sách về không? Hay là quăng luôn? Còn chiếc về xài gì được, phải không? Nếu mất một chiếc thì còn chiếc thì quăng luôn, chứ không có quải về chi mất công. Đó. Nhưng mà tại sao ngài lại ngài quải chiếc, còn chiếc kia đâu không quải luôn? Bởi vì là tất cả cuộc sống ở trên trần gian này nó nằm ở trong cái lý tương đối. Cái tương đối là cái gốc của cuộc sinh hóa. Ví dụ người thì có nam nữ, điện thì có âm dương, còn sự vật nào cũng là đối đãi hết. Tối sáng, đen trắng, phải quấy hơn thua, luôn luôn là đối đãi. Mà đối đãi đó là sinh hóa. Bởi vậy cho nên khi mà chúng ta còn kẹt, còn nằm ở trong cái dòng đối đãi quanh quẩn đó thì không bao giờ chúng ta thoát khỏi cái dòng luân hồi. Mà muốn thoát khỏi dòng luân hồi phải vượt ra khỏi nó. Mà muốn vượt ra khỏi nó tức là không còn đối đãi nữa. Nói một là một phương tiện nói, chứ nó cũng không nói một nữa. Mà trong nhà Phật thường gọi là pháp môn bất nhị, không hai chứ phải mà một. Đó. Như vậy thì tổ Bồ Đề Đạt Ma quải một chiếc dép là để thấy rằng hai chiếc dép mới dùng được, phải không? Mà ở đây ngài không dùng hai mà ngài dùng một thôi. Đó. Ngài quải một chiếc dép để nói lên rằng ngài sang đây với cái mục đích là đưa người ta thoát khỏi cái vòng đối đãi, ra khỏi cái vòng đối đãi đó. Nhưng mà rồi người phàm tình họ nghĩ rằng nếu qua khỏi vòng đối đãi thì còn gì, còn trong đối đãi thì còn có, phải không? Còn có cái này, còn có cái kia, còn có, nếu khỏi cái vòng đối đãi thì còn cái gì nữa. Để nói cái ý đó, bẻ một cành lao quăng xuống biển, đứng đi phao phao trên biển. Như vậy thì cái người mà thoát khỏi cái đối đãi rồi thì diệu dụng bất tư nghị. Cho nên trong nhà thiền thường dùng cái chữ là khuấy hoàng hà thành tô lạc, tức là khuấy nước sông thành ra bờ cửa. Cầm đất biến thành vàng, nắm đất biến thành vàng. Đó là để nói cái diệu dụng của cái người thoát khỏi cái đối đãi đó. Cái tình tưởng được ra khỏi đó là hết. Mình gì kẹt trong cái đối đãi, mình tưởng có đối đãi là có, là còn, ra khỏi đối đãi là hết, mà không phải. Chính ra khỏi đối đãi đó mới được cái diệu dụng không thể nghĩ bàn. Bởi vậy cho nên những cái kinh mà thường thường nói bất khả tư nghì đó là để nói cái ý nghĩa thoát khỏi cái đối đãi đó. Nhưng bây giờ rồi tại sao con mắt ngài không hiền dụng chút, phải không? Mà dữ quá vậy. Đó. Bây giờ quý vị nhớ lại coi, nếu mà chúng ta leo núi, nếu khi nào quý vị tổ chức một cuộc leo núi, từ dưới chân núi bắt đầu leo thẳng lên ngọn, nếu người nào mà nhanh chân ta leo tới trên đỉnh núi trước khi cái đoàn còn đi lè tè dưới, thì cái người lên trên đỉnh rồi thảnh thơi thông thả ngồi nhìn xuống là lúc đó con mắt làm sao? Ngó xuống mà thấy tội nghiệp cho mấy người đi sau, thấy không? Cho nên có cái dễ thương. Rồi còn cái người mà đi còn chừng 10 thước nữa hoặc 15 thước nữa tới đỉnh thì người đó lúc đó con mắt làm sao?
con mắt kinh trợ mà nỗ lực, phải không? Nghe là gì gần tới rồi, lúc đó là lúc vừa mệt nè, mà vừa gần tới nữa, cho nên ngó lên và nỗ lực, cho nên cái tinh thần quắc thước mạnh khỏe nó mới làm được việc đó. Đó vì vậy mà tổ là gần với Phật, gần những giờ phút chót là giờ phút nỗ lực vô cùng. Còn nếu giả chúng ta bây giờ thì sao? Thì chắc rằng chúng ta là những người còn đi lè tè dưới chân núi, phải không? Rồi ngó bên này kiếm qua, ngó bên nọ kiếm trái, giờ đi giờ ngó bên này ngó bên kia, sẽ có nỗ lực gì đâu, vì còn xa lơ xa lắc mà, phải không? Đó. Thì như vậy để thấy rằng nhìn con mắt ấy, thì biết ai là người đã xong việc, ai là người chưa xong. Cho nên Phật hoàn toàn xong việc gọi là Phật. Tổ là người gần đó mà chưa xong, cho nên gọi là tổ. À, như vậy thì quý vị thấy dễ hiểu và có à, như vậy thì đừng trách con mắt ngài dữ quá, phải không? À, đó là tôi nói ra cái hình ảnh đó. Như vậy thì cái mục đích của tổ Bồ Đề Đạt Ma là làm sao chỉ cho chúng ta thoát khỏi cái vòng đối đãi để rồi có một cái diệu dụng không thể nghĩ bàn. Đó là giải thoát đó. Giải thoát là chỗ đó. Cho nên cái gánh vác mà dân từ Hán gọi là đảm đang đó, đảm đang là gánh vác, cái trọng trách của người đó, đảm đang là cái chuyện gì? Là cái chuyện giải đưa người ra khỏi cái dòng đối đãi. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy những người sao nó có trung thành với ngài hay không. Đó là xong tổ Bồ Đề Đạt Ma. Bây giờ tới cái ông tổ sao ở Trung Hoa, tức là vị tổ thứ sáu ở Trung Hoa, là tổ Huệ Năng. Tổ Huệ Năng là một ông tổ rất là quê mùa, phải không? Ông tiền phu mà đốn củi. Ngài làm ông tiều đốn củi thôi. Như vậy mà khi ngài đem củi, gánh củi vào chợ bán, chỉ nghe một người cư sĩ tụng kinh Kim Cang, nghe một câu kinh Kim Cang cái ngài sáng lên. Sáng lên ngài mới tìm coi cái người nào mà dạy Phật tử trì kinh Kim Cang đó, thì tìm ra mới biết là Ngũ Tổ ở Quỳnh Mai. À, thì mới được người bạn giúp đỡ cho tiền bạc để cung cấp cho mẹ già. Ngài tìm tới Ngũ Tổ để xin học thiền. Khi tìm tới Ngũ Tổ, khi tìm tới Ngũ Tổ rồi thì vô đối đáp. Ngũ Tổ hỏi ông ở đâu? Nói con ở Lĩnh Nam. Nói người ở Lĩnh Nam là con người nói theo hồi xưa nói là ngoại dở đó, thì làm sao mà học thiền được? Thì ngài Huệ Năng mới trả lời rằng người thì có chia Nam Bắc, chứ còn cái tâm Phật nó không có Nam Bắc. Nghe vậy cái thì ngài thấy con người này được rồi. Như vậy qua cái cuộc đối đãi rồi, ngài biết tổ Huệ Năng là người có khả năng đảm đang được cái trọng trách ngài giao, nhưng mà tiếc nổi là một ông cư sĩ dốt. Còn cư sĩ và cư sĩ dốt nữa, không biết chữ, thật là một vấn đề nan giải. Cho nên ngài mới bảo thôi xuống nhà bếp đi, nhà trù để mà làm công quả. Thì khi xuống nhà trù làm công quả thì cái đặc biệt của ngài, khi ngài hiểu đạo rồi bắt đầu vào chùa thì giả gạo, mà hồi xưa chạy đạp á thì phải đạp cái cách cái đầu lên rồi dở chân lên thì nó mới hạ xuống đó. Mà ngài ốm quá, ngài đạp không đủ sức cái cách cái chài lên, phải đeo thêm cục đá nữa không mới đủ sức. Mà 3 tháng trời đeo đá mà giả gạo như vậy. Rồi một hôm thì Ngũ Tổ mới từ trên nhà trên xuống tới thấy ngài như vậy, thì ngài than: người học đạo mà khổ hạnh như thế ư? Thì ngang đó ngài mới hỏi chứ gạo trắng chưa,
Ngài trả lời gạo đã trắng mà chưa có dần sàn. Như vậy thì thấy rằng câu chuyện nó đã gần ổn rồi. Thì tổ, ngũ tổ mới gõ cái tay cối ba cái ngày chấp tay ở sau đít, ngày đi lên. Đi lên cái thì tối đường đó đúng canh ba cái ngày lén là đi tìm vô trong cái thách của tổ. Nhưng mà nói đó tôi chưa nói cái câu chuyện xôn xao giữa tổ và ngài Thần Tú. Thì trước khi mà được truyền y bát, tôi lặp lại câu chuyện đó để cho quý vị thấy tại chỗ nào mà ngài dám nói rằng gạo đã trắng. Là nói rằng một hôm ngũ tổ mới bảo toàn chúng rằng bây giờ ta đã già, trong các ngươi thì mỗi người phải trình cho ta một bài kệ, coi ai là cái người thấy tánh thì ta sẽ truyền cho kế thừa. Bởi vì ngài già, ngài định giao hết cái trách nhiệm truyền bá chánh pháp cho đồ đệ. Thì trong cái đám 500 chúng tăng mà có một vị giáo thọ sư là ngài Thần Tú, rất là ông thầy dạy hết cho 500 tăng đó. Thì như vậy thì không ai còn nghĩ khác hơn là chắc là ông giáo thọ sư mình lãnh y bát chứ không ai. Bởi vậy cho nên biểu tình kệ thì tất cả đều thôn sao, không ai chịu tình hết, nhường cho ngài Thần Tú. Ngài Thần Tú thấy kẹt quá, cái gì trong chúng không ai chịu tình mà mình là thầy của họ mà mình không tình nữa sao được. Cho nên ngài mới làm kệ trình. Mà chính trong khi làm kệ trình đó, ngài hồi hộp lắm. Khi làm kệ đang trình nhưng mà lại không dám, nghĩ một kế thôi, giờ ở chỗ cái hành lang ở cái nhà trên với nhà dưới đó có cái hành lang, có giờ thôi mình đem đó mình dán ở trong đó, ban đêm nếu mình dán đó, nếu mà ngủ tổ sáng ngày ra ngày thấy ngày đọc mà ngày khen á thì ra mình lại nó của con, còn nếu mà ngày làm thinh thì thôi thông qua cho nó đỡ thì cũng tính cho ổn vậy mà. Nhưng mà khi đó thì ngài viết cái bài kệ xong, ngài đem ra ngài dán. Ngài dán đó, ngài dán cái sao hôm sau thì ngũ tổ ra ngài đọc. Ngài đọc thì cái bài kệ nguyên là: thanh thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thiết, vật sử ngã trần ai. Là thanh như cây bồ đề, tâm tở đài gương sáng, ngài ngài phải lau chùi chớ để dính bụi bặm. Tu quá trình hay quá, phải không quý vị? Thấy hay không? Thật là hay. Cho nên ngũ tổ khi mà ngài ra ngài thấy, ngài đọc lên rồi cái ngài mới tán thán: ai làm bài kệ hay quá, vậy thì các ông phải thắp hương mà lại cho bài kệ này. Nghe nói vậy rồi, à nếu xôn xao thắp hương đánh lễ lu bù thì ngài mới kêu ngài Thần Tú hỏi: có phải ông làm bài kệ này không? Thì ngài Tú nói: bạch hòa thượng, con làm thì, chứ con cũng không dám mong cái tổ vị. Thì đinh ninh rằng ổn rồi, thấy ngài khen quá. Nhưng mà tối lại thì tổ mới kêu ngài Thần Tú vào trong liêu, trong thách, nói: phải ông làm bài kệ đó không? Dạ phải. Cái bài kệ của ông làm chưa vào cửa được. Thôi giờ trở về làm bài khác, trong vòng 3 hôm đem trình cho ta. Thì nghe nói vậy ngài dũng chí về không làm nổi nữa, 3 hôm rồi mà không có bài kệ nào. Thì khi đó cái ông thị giả ông chạy lên chạy xuống đó, rồi ông cũng nghe tổ nói bài kệ hay, rồi ông cũng học thuộc lòng. Lòng xuống nhà bếp ông mới tụng cái từ ngài Huệ Năng, ngài nghe rồi hỏi chứ nhân giả tụng gì đó, nó tụng bài kệ, nói kệ nào, nói ông không nghe sao? Gần đây ngài giáo thọ sư mới làm bài kệ trình cho hòa thượng khen hay, bảo phải đảnh lễ, phải học thuộc lòng bài kệ này.
Cho nên tôi tụng như vậy kể đó, mà ông không hay sao? Thì ngài Lục Tổ ngài mới nói thôi, tôi cũng muốn lên đảnh lễ cái bài kệ đó, xin ngài dẫn tôi lên. Ông mới dẫn ngài lên. Khi lên rồi tới cái bài kệ đó, ông không biết chữ, mà thôi nhờ đọc cho ngài nghe. Đọc ngài nghe xong rồi lúc đó cũng sẵn có ông quan tới thăm chùa, cũng đưa ngài đọc trầm trồ khen cái bài kệ. Thì ngài Huệ Năng rồi nói, tôi có một bài kệ nữa, ngài xin quý vị biên dùng. Công quan ngạc nhiên quá, ông cũng biết làm kệ nữa sao? Dốt nè, mà lại chưa có xuất gia. Như vậy thì làm sao biết làm kệ, mà dám nói có bài kệ. Thì cái ông quan đó ngạc nhiên quá, thì ngài mới nói rằng, các ông đừng có nhìn cái người mà đánh giá, có người thấy họ rất là tầm thường mà đã có những cái tâm sáng suốt ở trong. Nói vậy thì ông phải ngán rồi, ông nói thôi ông đọc cho tôi viên cho. Thì ngài mới đọc, đọc là Bồ Đề Bổn Vô Thọ, Minh Cảnh Diệt Phi Đài, Bản Lai Vô Nhất Vật, Hà Xứ Nhã Cần An. Khi viết rồi cái cả chúng hoang mang hết, hoảng hốt. Không ngờ cái ông dốt mà ông nói hay quá. Thì quý vị thấy Bồ Đề Bổn Vô Thọ, nói Bồ Đề vốn không có cây, không có gốc. Tại sao vậy? Bồ Đề là giác, mà cái giác đâu phải là cái cây. Cái tánh giác của mình là trí tuệ, đâu phải là cái cây. Mà nó, cho nên ngài phủ nhận cái cây Bồ Đề. Bên kia nói là Thanh Thị Bồ Đề Thọ đó, Thanh là cây Bồ Đề. Thì ngài nói Bồ Đề vốn không có cây. Rồi Minh Cảnh Diệt Phi Đài, cái gương sáng là nó tự sáng, không phải đợi có đài nó mới sáng. Gương sáng là tự nó sáng, đâu phải có đài nó mới sáng. Là phủ nhận luôn cái đài nữa. Rồi Bản Lai Vô Nhất Vật, nghĩa là xưa nay chỗ đó nó không có một vật, thì chỗ nào mà dính bụi bặm? Nếu có vật thì mới dính bụi bặm được, cái này không vật làm sao dính. Thì đọc tới đó cái thiên hạ hoảng hốt. Mà khi quảng hốt rồi thì Ngũ Tổ ngài sáng ý, ngài biết nếu mà để cho hoang mang quá thì ngài Huệ Năng không sống nổi với chúng. Cho nên ngài ra ngài chà lấy, đọc là lấy cái dép ngài chà hết. Ngài nói làm bài kệ dở òn mà cũng phủi hết. Đó. Sau khi mà ngài chà ngài phủi xong rồi thì ngài mới biết rằng ngài Huệ Năng là cái người vào cửa được. Đó. Mới tới cái câu chuyện mà tôi kể khi nãy xuống thăm với nhà trù đó. Như vậy thì sau khi canh ba thì Tổ Huệ Năng ngài mới lên gõ cửa ở cửa thất, thì tập Ngũ Tổ mở cửa cho ngài vô. Sau khi vô rồi lấy y lấy đồ treo hết xung quanh bốn cửa sổ kín mít, treo kín mít hết. Rồi ngài mới bắt đầu giảng kinh Kim Cang. Khi mà giảng kinh Kim Cang tới cái chỗ bất ưng trụ sắc thanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp thanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, tới đó cái ngày ngộ. Ngày ngộ cái ngày la lên, đâu ngờ tánh mình xưa nay thanh tịnh, đâu ngờ đâu ngờ tánh mình vốn tự đầy đủ vân vân. Thì ngang đó cái Lục Tổ, cái Ngũ Tổ dừng lại, thôi như vậy thì ngươi đã xong. Vậy là thiền tâm ấy giao y bác, rồi tự Ngũ Tổ dẫn đường đưa ngài xuống thuyền qua sông để trốn đi về miền Nam. Đó. Thì cái câu chuyện đó quý vị thấy ngài tại sao mà truyền y bát hay là giảng kinh cho Lục Tổ nghe mà phải che kín xung quanh thất hết? Tại cái đó là cái pháp bí mật, phải không? Phải không? Là tại sao? Bởi vì trong chúng tăng tới 500 người, ngài Thành Túng, Túng là giáo thọ,
mà không được truyền y bát, không được vào thất. Mà bây giờ một ông cư sĩ mới tới 3 tháng giúp, mà nếu được truyền y bát thì thế nào chúng nó cũng ăn tươi nuốt sống, thấy không? Bởi vậy cho nên rồi sợ người ta thấy, sợ người ta thấy mới che kín như vậy để cho đừng ai thấy, rồi hiểu rồi cái lén đưa đi liền, trao y bát đưa đi liền. Thì cái điều đó quý vị nghe thì thấy hồi xưa cũng còn những cái dở, phải không? Bây giờ có những cái dở vậy không? Cũng có vậy. Nếu mà ở chùa nào trong chúng mà chừng 50-30 tăng hoặc là 50-30 ni mà có một ông cư sĩ tới mà thầy trụ trì ưu đãi cái thì chúng có chịu không? Chúng phản đối lần rằng, huống nữa là y bác là truyền được nhận làm tổ thì cái chuyện đó không thể nào chấp nhận cho ông cư sĩ làm tổ được, phải không? Cho nên mình nhất định phải dịch lại. Như vậy mà tổ phải giữ kín, giữ bí mật để đưa đi qua khỏi cái đó rồi, rồi sau này sẽ tuyên bố sau. Vậy đó, rồi sau này có một số người bắt trước nó cũng truyền tâm ấn vậy, rồi cũng kiếm cái phòng làm cho kín rồi che đậy này cái nọ để truyền tâm ấn. Thì cái đó thiệt là giống như gì, nghĩa là đánh dấu thuyền mò gươm, phải không? Hồi xưa người ta làm như vậy là cái hoàn cảnh như vậy, không phải bây giờ hoàn cảnh khác 100% rồi mà bắt trước rồi chuyện hết sức là sai lầm như vậy đó, mà bây giờ vẫn có những người bắt trước. Thì quý vị mới thấy cái đó là một cái dung về dốt nát chứ không phải đạo lý gì hết, mà muốn cho quan trọng cái việc làm đó. Thì tôi nói như vậy rồi để quý vị mới thấy rõ rằng cái sự truyền thừa của ngài Ngũ Tổ sang Lục Tổ thì cái đó có giáo ngoại việc truyền không? Mà giáo ngoại việc truyền sao giảng kinh Kim Cang? Đó, thì quý vị mới thấy cái ý tôi nói khi nãy. Ngoại là chỉ cho cái tinh ba, như giờ quý vị tụng kinh Kim Cang biết bao nhiêu lần mà quý vị có à đâu ngờ tánh mình lâu nay thanh tịnh chưa, có lần nào à vậy không? Không có. Tụng cái tụng cho hết quyển kinh rồi, kể bữa nay tôi tụng được bộ, phải không? Vậy thôi. Đó. Thì cái chỗ mà trọng tâm á chúng ta chưa có đạt được, mà chúng ta chỉ đạt được cái hình thức thôi. Như vậy mà đã truyền riêng là truyền riêng ở chỗ đó, nghĩa là truyền cái mà ngay ở trong kinh Phật muốn chỉ, chứ không phải những cái chữ, những cái lời. Mà chúng ta đọc thì cứ đọc chữ, đọc lời. Phần nhiều dở bổn kinh, quyển kinh ra tụng thì mong sao cho hết phẩm, hết phẩm rồi mong cho hết bộ, hết quyển rồi hết bộ, thấy không? Rồi cái cộng sổ năm nay thôi tụng được mấy bộ Pháp Hoa, nếu nhiều bộ chừng nào thì hay chừng mấy, phải không? Đó là cái mà chúng ta đang làm. Như vậy thì quý vị thấy cái làm đó nó giống như sao? Giống thấy mặt trăng hay thấy ngón tay? Chúng ta nhìn ngón tay rất kỹ, nhìn kỹ thôi là kỹ, thấy nó từng mỗi cái lằn nhăn ở trên ngón tay thấy kỹ hết, phải không? Nhưng mà chưa bao giờ thấy mặt trăng. Đó, như vậy thì để thấy rằng cũng kinh Kim Cang đó mà người khác tụng không thấy, mà Lục Tổ nghe tới đó liền thấy. Như vậy thấy cái gì ngoài kinh, phải không? Như vậy thì nhân nghe kinh mà thấy tánh mình lâu nay thanh tịnh, thấy tánh mình lâu nay là đầy đủ, thấy tánh mình lâu nay là thanh muôn pháp, thì như vậy đó quý vị mới thấy đó là một cái điều hết sức là đặc biệt, nó ngoài cái thông thường. Thì khi mà ngài đã khỏi cái đó rồi, ra khỏi cái vùng của Ngũ Tổ, nhưng mà có yên đâu, buổi sáng là thấy Ngũ Tổ, tới trưa tới xế là không mở cửa, thì mấy cái ông chúng hoang mang quá, thì cho thị giả vô hỏi, thì ngài nói phải chứ ngài có bệnh hoạn gì không mà không mở cửa, thì nói bệnh hoạn thì không,
nhưng mà y bác để về Nam rồi. Tôi nghe vậy cái họ biết liền, họ biết rằng trao cho ngài lục tổ chứ không ai, cho nên họ mới búa dây họ đuổi theo. Đuổi theo giật y bác lại, chứ để vậy là nhục nhã cho năm sáu trăm tăng, phải không? Mình là tăng đường đường tăng tướng tu lâu rồi mà không được y bác, còn ông cư sĩ mới 3 tháng mà mang y bác đi tức không, phải không? Nếu quý vị có mặt lúc đó thì quý vị có đồng ý đi rửa không? Chắc cái việc rửa có là hợp thời. Đúng lý. Như vậy thì trong đám người đi đuổi theo lục tổ đó có ông Huệ Minh. Ông là một người tướng lãnh hồi xưa, cho nên là ông thăng số, ông đuổi nhanh, ông đuổi gặp được lục tổ. Khi gặp lục tổ thì lục tổ mới để y bác ở trên một cái cục đá rồi ngài ẩn trong bụi. Thì ngài Huệ Minh tới đó thấy y bác, tục truyền rằng dở cái bát không lên, dở lên cho ông quản, ông kêu, ông nói rằng này hành giả, hành giả tức là ông cư sĩ đó, hành giả, tôi tới đây không phải là vì y bác mà tới đây là vì pháp. Thì lục tổ nghe nói vì pháp thì ngài mới ra, nói ông vì pháp, nếu ông vì pháp thì ông phải đứng yên lặng rồi ta phải nói cho ông. Khi mà ngài đứng yên lặng một chút rồi mới hỏi rằng không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của thượng tọa Minh? Ngay ra cái ông ngộ. Ông ngộ thì khi ông ngộ rồi thì ông xin làm đồ đệ nhân dân. Thì như vậy quý vị thấy lục tổ có trung thành với cái đường lối của tổ Bồ Đề Đạt Ma không? Thiện ác là hai bên, đó không phải là một chiếc dép, thấy không? Nghĩa là bỏ hai bên đó mới thấy được chiếc dép đó. Thì như vậy từ đó rồi cho tới một thời gian mà ẩn lắm, cho tới năm thứ bảy, tức là 7 năm trời ẩn lắm trong rừng trong núi. Thì hôm đó tại cái chùa Huy Tông có cái lễ giảng kinh, thì ngài thấy cái cơ duyên quá độ tới, cho nên ngài mới xuất đầu lộ diện, mà xuất đầu lộ diện với ông cư sĩ. Ra thì thấy ở phía chùa treo cái phướng dài, thì gió thổi qua thổi lại, cái phướng nó phất qua phất lại. Cái hai ông điệu đứng trước cửa chùa, ông nói đố huynh vậy cho phướng động hay là gió động? Ông kia nói gió động. Ông này nói phướng động. Ông nói gió, ông nói phướng. Mà quý vị thấy hai cái nói đó có ai chặt không? Mà trúng hết nữa. Gió, nếu không có gió làm sao phướng động, phải không? Mà ông kia nói phướng động, nếu không có phướng thì gió, gió chứ đâu có động, phải không? Như vậy thì cái nào hai cái đều trúng hết, mà rồi cũng chặt hết. Như vậy trúng chỗ nào mà chặt chỗ nào? Khi bàn như vậy rồi, cãi hoài không ngã lẽ, lục tổ ngài mới tới, rồi nói quý vị cho cái kẻ cư sĩ này làm bàn không? Thì mấy ông nói được, ông cứ bàn đi. Ông nói không phải gió động, không phải phướng động, mà tâm nhân giả động. Nói vậy cái hai ông giật mình, chạy vô trong mới báo cho hòa thượng nghe. Thì từ đó là cái cớ để ngài xuất đầu lộ diện ra vòng quá. Thì như vậy quý vị thấy cái câu chuyện hướng động và gió động, hai người cãi nhau, tới phía ngài thì ngài nói tâm động. Mà khi nói tâm động đó, có phải là ngài duy tâm cực đoan không, hay là tại sao? Đó là cái câu chuyện mà tôi cần phải chỉ cho quý vị thấy. Bởi vì chúng ta là kẻ phàm phu mê chấp, trong thấy được một cái lẽ phải nào liền chấp chặt lẽ phải mình thấy, người khác thấy lẽ phải nào đó chấp chặt vào đó. Thì ở một sự vật
nó có nhiều khía cạnh mà nhà Phật gọi là nhân duyên đó, phải không? Một sự vật xảy ra có hoạt động, có hình tướng đều do nhiều nhân nhiều duyên, thì không phải một cái mà mình quen nhìn một cái nào thấy có lý thì tóc đặt vào cái đó. Ông kia ông nhìn giờ gió, bởi gió cho nên cái phướng mới động, thì ông cho gió là chân lý rồi, do gió động là chân lý. Thì ông kia nhìn cái phướng rõ ràng thấy cái phướng phất, đâu thấy gió phất, thì ông nói cái phướng động thì cũng có lý, hai người đều có lý, phải không? Nhưng mà cái lý đó nếu chấp một phần thì nó là cái gốc của tình cảm. Như vậy quý vị mới thấy vừa kẹt ở hai bên thì sao? Kẹt ở hai bên tức là chấp chặt bên này hoặc bên kia thì sao? Thì cãi lộn, mà cãi lộn không xong thì đánh lộn, phải không? Như vậy đó thì nó là cái gốc của phiền não, là cái gốc của khổ đau, phải không? Nếu mình chấp chặt như vậy thì như vậy sở dĩ hai người đó cãi là tạo tâm chấp cái gì, phải không? Nếu mà biết gió động, phướng động là hai cái cộng lại thì nó có động, thì thôi như vậy thì cũng có gió mà cũng có phướng, thì như vậy người chúng một bên hiểu được thông cảm nhau thì về không có gì hết, thì như vậy tâm đâu có động, phải không? Bởi chấp chặt, mà chấp chặt tức là tâm động, tâm động cho nên mới chấp, mà chấp thì đó là phiền não, là đấu tranh. Như vậy bây giờ tôi nói cái xa hơn, ví dụ cái bàn này thì có người hỏi cái bàn này do cái gì làm thành, thì quý vị trả lời thử coi. Cái người nói do gỗ làm thành, đúng quá, phải không? Gỗ làm thành. Nhưng người khác không chịu, gỗ không làm thành cái bàn, nó là thợ mộc làm thành, phải không? Như vậy thì gỗ cũng trúng mà thợ mộc cũng trúng, phải không? Như vậy mà nếu hai người, người nào cũng cho mình là chân lý thì sao? Nếu chân lý chỉ do mình thấy là cứu kính, ngoài ra là sai tật hết, thì cái đó là gốc tranh cãi muôn đời, phải không? Còn mình thấy được chân lý mà mình biết mình thấy một phần, người khác họ thấy cũng một phần, phải không? Cho nên họ có lý họ mới cãi, chứ nếu họ thấy bậy họ đâu có cãi, phải không? Nhưng mà mình thấy như vậy mà ai cãi cho mình thì mình nổi thành liền, phải không? Có thành không? Với khi nào mình nói cái đó như vậy là đúng mà người khác cãi mình thì mình có thành không? Tại sao mình không cho người ta thấy đúng cái khác mà mình bắt đúng như mình thôi, phải không? Thì như giờ có người có thể nói cái bàn này là do gỗ, có người có thể nói cái bàn này là do thợ mộc, rồi có thể người khác nói cái bàn này do bào, cái bàn này do đục, cái bàn này do đinh, do chốt, vân vân, ráp lại mới thành, phải không? Như giờ hoặc là thấy cái lý lớn là gỗ, là thợ mộc, còn cái nhỏ là đinh, là bào, là đục, phải không? Như vậy thì có người nào thấy chặt hoàn toàn không? Trong năm sáu người đã có người nào chặt hoàn toàn không? Mà mình nói dòng gỗ mà ai nói khác là mình nổi giận liền. Thì như vậy thì mình có tìm chân lý không? Hay là mình là kẻ chấp chân lý? Chính vì đó mà kẻ chấp chân lý là cái tâm động chứ gì? Kẻ đó là cái tâm động, là tâm động cho nên rồi phiền não, rồi khổ đau, phải không? Như vậy quý vị mới thấy cái ý nghĩa trong nhà đạo. Những cái chuyện nó nhỏ xíu thôi mà mang cả một cái tinh ba đạo lý nằm trong đó. Mà mình lâu nay thì nghe, thấy thì thấy, mình coi nó thường quá. Rồi sau này Lục Tổ ngài giáo hóa, thì khi ngài giáo hóa trong cái đám đồ đệ ngài cũng đông, nhưng mà có một người tức là ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng đó, ngài Hòa Nhượng, thiền sư Hòa Nhượng tới, thì khi tới cái ngài hỏi một câu, hỏi ông đến, ông có mang cái vật gì đến không? Thì nghe câu hỏi đó cái ông quý 8 năm trời, tới năm thứ 8 cái ông là nó bạch hòa thượng không trả lời được, hỏi trả lời coi,
ông nói một vạch chứ chẳng chúng. Thì Lục Tổ hỏi có tu chứng không, thì ngài trả lời tu chứng chẳng phải không, mà nhiễm ô không thể được. Thì chính Lục Tổ liền nói à, cái thấy như vậy là cái thấy đúng như Phật như Tổ, ông như vậy ta cũng như vậy, đó là truyền tâm ấn rồi. Thì quý vị mới thấy những cái câu đó nói ra ở đây tôi muốn chỉ một vài điểm nho nhỏ cho quý vị thấy cái trọng tâm. Như nói rằng nói một vật tức không trúng thì giống như ai? Giống như Lục Tổ nói rằng bản lai